Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nén CSS và JavaScript với Auto Optimize. Mình sẽ demo cho bạn xem trang web datmachung.com này ha. Đầu tiên các bạn sẽ vào bảng tin. Sau đó mình sẽ vào khóa mở rộng và cài mới ha. Các bạn sẽ tìm cái từ khóa tên là Auto Optimize. Auto Optimize ha. Đó. Thì đây là cái login có hơn 600.000 lượt cài đặt này ha. Đó. Mình sẽ nhấn vào nút cài đặt, sau đó mình kích hoạt nó lên. Nó sẽ giúp mình nén CSS, JavaScript và HTML ha. Ok, sau khi đã cài đặt và kích hoạt cái login Auto Optimize, các bạn sẽ vào setting, mình chọn Auto Optimize đây. Mình sẽ bật tất cả các tính năng của Auto Optimize lên ha. Các bạn nhấp vào những cái ô vuông này, click chọn hết tất cả. Đó, mình sẽ click chọn hết tất cả các ô vuông ha. Sau mình save change lại. Rồi các bạn sẽ vào extra. Mình cũng click vào những cái ô vuông này. Sau mình save lại ha. Rồi mình vào optimize more. Thì đây là những cái gói mở rộng đi kèm với cái login này ha. Các bạn cần cài đặt thì mình click vào đây. Ok. Đó. Thì khi cài xong cái login Auto Optimize thì nó có thêm cái biểu tượng trên đây ha. Và khi mà các bạn chỉnh sửa trong cái trang admin này, có thể nó sẽ không thay đổi khi mình ra trang chủ mình xem ha. Vậy trước khi ra trang chủ xem, các bạn nhớ delete key lại, mình xóa cái key này ha, để cái trang chủ mình nó sẽ cập nhật những cái thay đổi mới nhất. Ok, rồi mình ra trang chủ mình xem. Đó, các bạn nhấn delete key để mình xóa key đi ha. Thì những cái kết lưu trong cái trình duyệt này nó sẽ xóa đi. Rồi mình sẽ vào Bybit, mình xem tốc độ trend. Các bạn vào Bybit Insight, sau đó mình nhập tên miền của mình vào. Rồi mình nhấn vào nút phân tích ha. Các bạn sẽ đợi Google phân tích cái website datmachung.com của mình ha. Đó. Trên thiết bị di động được 76 điểm, trên máy tính bàn được 71 điểm ha. Các bạn vào hiển thị chi tiết những cái tối ưu hóa. Đó. Website của mình đã được giảm bớt CSS, giảm bớt HTML và giảm bớt JavaScript ha. Ok. Tuy nhiên còn có một số cái JavaScript và CSS nó chẳng hiển thị nội dung ở đây. Đó. Cái này là do cái login Auto Optimize nó chặn lại ha. Nó cũng là một cách để mình tối ưu, mình nâng cao tốc độ load web. Đó. Rồi, đó là video kết thúc ở đây. Các bạn thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.